thì em cũng rất là hy vọng luôn, đây là cái hy vọng cuối cùng nha. Đó, em rất là em rất là hy vọng luôn quý cô chú anh chị ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Bé Phạm Thị Mỹ Ngọc 8 tuổi. Em không biết bé sinh ngày mấy tháng mấy quý cô chú anh chị. Bé Phạm Thị Mỹ Ngọc. Nam mô A Di Đà Phật. Con có linh thiêng thì con hãy hãy hiển linh để mà cho chú biết nha Ngọc ơi. Tìm con hết 15 ngày rồi Ngọc ơi. Hôm nay là ngày thứ 16 Ngọc ơi. Đó quý cô chú anh chị cho hai biết nha. Thì hiện nay là Thái đang có mặt tại thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Thì hôm nay thì là ngày thứ 16, thì hôm nay là tụi em tiếp tục tìm bé Ngọc tiếp tục nữa. Thì có nhiều cô chú anh chị hỏi là có cái nguyên nhân, nguyên cớ gì không mà đi tìm nữa. Thì Thái cũng xin thông báo là hôm nay là có một người đã chỉ cho em cái nơi này là cái nơi là bé Ngọc bị mắc kẹt lại. Thì hôm nay là em sẽ live stream trực tiếp để mà cho quý và cô chú mình xem và đưa ra cái phân tích như thế nào nha quý bà cô chú. Thì bây giờ quý bà cô chú hãy comment cho Thái biết về mặt âm thanh và ảnh như thế nào nha. Đó, đây là cái cống nè quý cô chú anh chị. Thì theo thông tin đó là bé kẹt ở trong đây nè. Đó, thì hôm qua là có người ta đã cúng rồi. Hôm qua là có người ta cúng rồi. Cô chú anh chị comment cho Thái biết về mặt âm thanh và ảnh như thế nào ạ, để Thái kịp thời Thái chỉnh sửa nha. Nói cô chú anh chị cho Thái biết về hình ảnh như thế nào nha cô chú anh chị ơi. Dạ chào chú 8 chữ 34 nha. Đó, thì cái cống này hiện nay là nước nó rất là nhiều luôn. Thì chút xíu nữa nước nó sẽ cạn thì Thái sẽ đi vào bên đây, bên trong này để mà tìm cho quý cô chú anh chị xem nha. Hello chị Úc Trinh nha. Đó, cái cống này nước rất là nhiều cô chú anh chị, chút xíu nữa nước sẽ cạn á thì Thái sẽ chui vào bên trong để mà tìm kiếm. Tại vì hôm qua nay thì cũng có nhiều người nói ở trong đây nghe được cái giọng của bé Ngọc là phát ra từ trong đây nha quý cô chú anh chị. Hello anh Văn Minh Võ. Rồi hôm qua là có người cúng là nghe âm thanh của bé Ngọc phát ra từ trong đây. Dạ Viên Khắc ơi, chú nói là chú có 30 năm kinh nghiệm về cái vụ này, nhưng mà đây là bé Ngọc giống như là không có duyên với chú á. Bé Ngọc không có duyên với chú nên là chú không có thể nhìn thấy được bé Ngọc. Thì đây là một lần đầu tiên mà chú bó tay với cái trường hợp của bé Ngọc luôn. Thì ngày hôm qua là có nhiều cô chú anh chị kêu Thái là đợi lại cái cống này đi. Thì hôm nay là Thái đã đến cái cống rồi quý cô chú anh chị. Đó, ở đây là nói chung là có người nói là nghe cái tiếng của bé vọng ra từ cái chỗ này. Nói quý cô chú anh chị. Dạ đúng rồi anh Nguyễn Thái USD ơi, thì vẫn chưa tìm thấy nha. Nhưng mà ngày hôm qua là có người nói là nghe cái âm thanh của cái tiếng bé ở trong đây nè. Nó là hôm nay là Thái đến đây và hiện nay nước rất là lớn luôn á. Thì đợi chút xíu nữa đi, nước chảy ra đi. Thì Thái sẽ chui vào trong đó, sẽ quay lại cho cô chú anh chị mình xem ha. Thì hiện nay là Thái đang có mặt tại Rạch Giá đây. Đây là cái cầu 30 tháng 4 nha. Cầu đi ra biển á. Thì cái cống hôm qua là chú Tám đã nhờ bên phía cống là dỡ cái cống lên này. Đó, hiện nay là Thái đang ở cái cầu 34 của chú anh chị. Thì hồi sáng có một cái người chị cũng đã chỉ điểm ở chỗ này nè quý cô chú anh chị. Mở lại cho anh cái đoạn hồi nãy thầy điện giùm anh cho anh nghe cái
nó cô chú anh chị mình nghe ha, hồi nãy là thầy chỉ đúng luôn á. Dạ em chào anh Thành Trần ạ. Đây hãy xe cho quý cô chú anh chị mình xem nghe, mình nghe nha. Con đang quay ra mặt biển là tôi rồi, chưa xác định đi. Phía tay trái. Dạ. Tay trái đây. Tay trái bên đây. Tay trái bên đây rồi. Là cái chỗ con đứng là quẹo qua tay trái. Rồi, con đứng gần nó không sư hay là cách xa? Đóng bao nhiêu, khoảng bao nhiêu? Cách cái địa điểm con đứng mấy chục mét là hướng sau lưng con hay là hướng trước mặt con? Về phía tay trái cách mấy chục mét. Rồi, về, như vậy là siêu xác định là chắc chắn đúng không? Chắc chắn là mấy anh em đây trời nó giật là lội vô á. Tay trái là bên đây. Không, quả thì... Đối diện của chị đó. Sao sư? Rồi làm việc đi đúng không? Sư hỗ trợ nha, cho mấy anh em vô nha. Rồi rồi. Đó. Hồi nãy là có một cái vị sư đã điện cho cái người chị này á, là hiện hồi nãy á, là ngay cái chỗ cống là quý cô chú anh chị. Ngay chăng cái chỗ cống mà nãy thấy quay cho cô chị đó, là ngay chăng cái chỗ này nè, là đi vô nè. Đó là đi vô trong đây. Là hồi nãy là chị đứng ngay chỗ này. Là thầy nói là cái lúc đó là chị đứng hướng cái hướng mặt ra biển. Đó thì bên tay trái là ở phía bên đây. Đó. Là từ ở đây trong đây mình đi vô cống. Nó mà đi vô cống sau đó là mình quẹo qua bên đây vài chục mét. Là có nghĩa là cái cống nó nằm ở khúc này nè quý cô chú anh chị. Đó. Nó nằm ở khúc này. Đó là hiện nay là nước rất là cao nên là hái chưa có chui vô được. Hái chưa có chui vô được thì đợi chút xíu nữa nước sẽ cạn á, cống nó cạn nước rồi thì hái sẽ chui vô trong cống. Rồi sau đó là đi qua hướng bên đây. Đó là sẽ tìm thử coi như thế nào. Thì hiện nay là vẫn chưa có ai mà vào tới bên trong hết trơn á. Thì ngày hôm qua hôm kia gì đó là chị nói là có nghe cái tiếng của một bé gái phát thanh từ ở trong cống vọng ra. Nghe cái tiếng là giống như là tiếng của bé Ngọc với cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay là tụi em chính thức là tới cái chỗ này để mà tiếp tục tìm kiếm bé Ngọc ngày hôm nay nữa quý cô chú anh chị. Tại vì có rất là nhiều người đã đi tìm kiếm những cái nơi khác rồi cũng chưa có tin tức gì của bé Ngọc. Thì ở đây là cái cống này là chưa có ai tìm luôn á. Tại vì theo cái dòng nước á quý cô chú anh chị, khi mà mở cái cống ra thì nó chảy nước, nó chảy ra rất là nhiều luôn. Đó rồi sau đó là nhiều khi nước nó xoáy, nó quặn quặn, nó lọt vô những cái cống này thì cũng không biết chừng nữa. Nhưng hôm qua thì có mấy anh em cũng chui vô trong đó mà không có chui vô tới. Thì cũng kêu là bé Ngọc ơi, con mà có linh thiêng thì con hãy làm một cái điều gì đó, một cái gì đó là cho là chú biết là con vẫn con ở trong đó. Thì tự nhiên có một cái âm thanh phát ra từ trong cống rất là hắc thanh luôn quý vị. Đó thì bây giờ thì Thái sẽ chuẩn bị lấy đèn nha. Đó Thái sẽ chuẩn bị lấy đèn với quý chú chị ơi, để mà đi vào bên trong nha. Đó Thái chuẩn bị lấy đèn này nè quý cô chú anh chị, là đi vào bên trong để mà gọi tìm thử coi như thế nào. Dù biết rằng là hy vọng là mong manh nhưng mà em cũng phải cố gắng để mà tìm được bé Ngọc quý cô chú anh chị. Tại vì sao? Tại vì có rất là nhiều quý cô chú anh chị mình rất là thương bé Ngọc, là muốn là tìm thấy bé Ngọc để mà mang con về lo hậu sự, rồi sau đó là gửi con vào chùa để hàng ngày con nghe kinh nghe kệ để cho linh hồn của con sớm được siêu thoát với cô chú anh chị. Thật sự cái công việc này thì không có ai trả tiền cho Thái hết á, không có ai trả tiền cho Thái hết đâu quý cô chú anh chị. Nhưng mà thật sự mà Thái làm về cái tâm á, nói chung là cũng có rất là nhiều quý bà cô chú thương á, nên là Thái cũng cố gắng để mà tìm bé cho bằng được. Thì có nhiều con bà cô chú hôm qua nhắn tin cho Thái nói là con tìm ở dưới cống chưa, con tìm ở dưới cống chưa. Thì có một cái cống á, là nghe cái tiếng của bé rất là nhiều, nghe cái tiếng hắc thanh luôn á. Thì hiện nay là Thái đang đứng ở cái cống này quý cô chú anh chị. Cái cống này nè thì hiện nay là nước nó rất là sâu luôn đó. Để Thái xuống dưới quay cho quý cô chú anh chị xem nha. Nó cái cống này nó rất là sâu luôn quý cô chú anh chị. Cái cống này rất là sâu luôn nè. Hiện nay thì nước rất là nhiều nha. Đó, hiện nay thì nước rất là nhiều luôn. Nào quý cô chú anh chị. Đó. Cái cống này nè.
nước nó rất là nhiều luôn nè. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Hôm nay con tên là Nguyễn Xuân Thái, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1988. Thì hôm nay là con đến đây để mà tìm bé Ngọc, bé Phạm Thị Kim Ngọc 8 tuổi. Thì nếu mà con có linh thiêng á Ngọc ơi, nếu mà con có linh thiêng á thì con hãy làm một cái gì đó để mà cho chú biết nha Ngọc ơi. Để mà cho chú vào trong đó chú tìm con nha Ngọc. Thì hôm qua cũng có mấy chú vào trong đây mà không có vô trong kia để mà tìm con á, thì hôm nay là chú sẽ chui vào trong đó tìm con nha. Mong là con cho chú thấy để mà chú đem con về lo hậu sự nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thì em thấy có dĩa trái cây nè, em thấy có trái cây nè quý cô chú anh chị, em thấy có trái cây nè quý chú anh chị đó. Thì hiện nay là em đang ở cái trống nè. Ngọc ơi, Ngọc ơi, con có trong đó không Ngọc ơi? Dạ hiện nay nước nhiều lắm anh Phúc Nguyễn ơi, em đợi cho nước nó xuống gần hết miệng cống đi rồi em sẽ chui vô nha, em tìm, tại vì hiện nay là nước cao quá rồi, em chui vô không có được á. Để chút xíu đi, chút xíu thì dạ thúi lắm á chị ơi, nói chung là nước ở cống ở đây rất là thúi luôn á chị. Nè nước nè, nước nó rất là đen luôn nè, nó nước rất là thúi nha quý cô chú anh chị. Thì em cũng rất là hy vọng luôn, đây là cái hy vọng cuối cùng nha đó, em rất là hy vọng luôn quý cô chú anh chị ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Bé Phạm Thị Mỹ Ngọc 8 tuổi, em không biết bé sinh ngày mấy tháng mấy quý cô chú anh chị. Bé Phạm Thị Mỹ Ngọc. Nam mô A Di Đà Phật. Con có linh thiêng thì con hãy hiển linh để mà cho chú biết nha Ngọc ơi. Tìm con hết 15 ngày rồi Ngọc ơi. Hôm nay là ngày thứ 16 rồi Ngọc ơi. Nếu mà bé mà có nằm ở trong đây á, thì chú Tám tìm tới 1 tháng nữa cũng chưa có đâu quý cô chú anh chị. Nếu mà bé kẹt trong đây thì tìm 1 tháng cũng chưa có đâu. Tại vì cống này nó đi sâu vô rồi nó quẹo bên tay phải nữa. Đó. Nó quẹo bên tay phải nữa chứ không phải là nó sâu trong đó không đâu. Nhiều khi nó kẹt ở trong đó nó là nó ra không có được á. Nước thối quá quý cô chú anh chị ơi. Nước quá trời thối luôn. Hiện nè. Dạ, thì thường thường em là tuổi thìn đó. Em là tuổi thìn với lại em rất là nặng bóng vía luôn. Em rất là nặng bóng vía luôn. Bởi vậy gì không biết như thế nào nữa. Từ đó giờ thật sự á, nếu mà em á, mà đi á, tìm á, thì nhiều khi tìm cũng không có luôn á. Sư tới anh ơi. Hả? Sư thầy tới hả? Tí nữa tới. Chị đi dẫn sư vô rồi. Một lát rồi, hình như là sư chỉ điểm ở đây nè quý cô chú anh chị, là sư nói là ở trong đây chứ không có đâu chứ á. Nè, cái cống này nè. Nó nhiều khi không, Thái không biết là cái tướng của Thái chui vô lò không nữa. Mà với lại Thái hồi đó giờ Thái cũng không có thấy những cái phần âm nào hết trơn á. Chắc là lúc chút xíu nữa Thái sẽ nhờ mấy anh em. Anh Thái ơi, cái đèn pin nãy rồi, đưa em đi sạc coi. Còn chui vô. Đèn pin nãy anh sạc rồi. Sạc hả? Anh sạc rồi. Kiếm thêm cái nào anh? Thì em mua khoảng 3 cái nữa đi để mấy anh em chui vô một lượt luôn chứ mình đơn anh đi cũng không có được đâu. Có lấy dây không ta? Nãy phải dây được nghe vô trọng xa đó nguy hiểm. Không có, bây giờ em đi mua cái bọc á. Nếu mà vô trống mà mình lỡ mình có thấy mình làm trong trống luôn chứ giờ để đo đem ra nó thúi thì sao? Thì bởi vậy nó thúi thì sao? Anh đây em đi mua à? Đi mua đi. Nó bây giờ mấy anh em chuẩn bị đi mua những cái đèn pin nữa quý cô chú chị đeo trên đầu á, rồi giữ lại dây với lại bao ni lông luôn. Tại vì nếu mà vô trống mà nếu mà có duyên với bé á mà thấy á thì mình sẽ chùm bao luôn á. Mình chùm bao mình cột lại luôn quý cô chú anh chị. Chứ bây giờ mà lôi ra thì nhiều khi bé sợ nó rã ra.
Nam mô A Di Đà Phật. Phạm Thị Kim Ngọc, Phạm Thị Kim Ngọc ơi. Nam mô A Di Đà Phật, Phạm Thị Kim Ngọc. Nếu mà con có hiển linh, hãy cho mấy chú thấy nha con. Nam mô A Di Đà Phật, hiện nay là nước đang chảy ra rồi quý cô chú anh chị. Đó, thì chút xíu nữa nước nó sẽ thấp xuống á. Nước nó thấp xuống thì Thái sẽ chui vào trong với mấy anh em nha. Đó, để mà cho dạ mấy cành cây tươi hả chị. Ồ, hiện nay trời nắng quá trời luôn. Đây đây mà em, để mà em leo lên nha. Mở chưa? Đang ở trong cống. Chút xíu nữa mấy anh em ra tìm ở trong cống. Cầm giùm em ơi. Vâng, chào 3780 cô chú anh chị trên đường like của anh nha. Đó, hiện nay là chút xíu nữa thì sư thầy đó tới quý cô chú anh chị để mà chỉ điểm rồi với lại cúng nữa, rồi để mà tụi em chui vô. Nó tụi em chui vô rồi sau đó là tụi em sẽ bắt đầu chui vô trong đó. Thì hiện nay là cái cống nè. Nước nó đang chảy ra quý cô chú anh chị, đợi cho cái cống mà nó hết nước thì tụi em sẽ chui vô. Là chắc lẽ là ngày hôm nay là tụi em sẽ tiếp tục tìm ngày hôm nay nữa quý cô chú anh chị. Dạ, anh em làm chung mà chị ơi, chứ không có giờ mình ơn được đâu chị. Rất là nguy hiểm luôn á. Với lại đợi cho nước nó hết rồi có gì mình xử lý kịp. Có nếu mà có vấn đề gì thì có thể là mình xử lý kịp, chứ nào mà nước mà chưa ra hết đó, có vấn đề gì mình xử lý không kịp là xong luôn á. Là mai mốt mình nhờ người ta tìm mình nữa. Trời ơi. Rồi mệt quá. À, Phạm Thị Mỹ Ngọc. Tại vì em không có gành tên của bé á. Tại vì em cũng không có gành á. Tại hôm lát có sư thầy đó đó. Có sư thầy đến thì sư thầy mới biết được cái tên tuổi với ngày tháng năm sinh của em. Tại vì Thái thì không gài, quý cô chú chị cũng biết rồi đó. Là Thái chia sẻ về cái câu chuyện của bé Ngọc này là chỉ là chia sẻ về cái công việc tìm kiếm thôi. Còn thật sự mà nói về cái tên tuổi của bé thì Thái không có biết. Nói quý cô chú anh chị nào mà có biết tên tuổi của bé rồi ngày tháng năm sinh của bé thì comment lên đi. Nó comment lên là để cho một chút xíu nữa Thái có thể là với mấy anh em kêu đúng tên đúng họ, rồi đúng ngày tháng năm sinh của bé. Nhiều khi nếu mà ai hợp á, nếu mà ai hợp với bé thì có thể là sẽ bé cho gặp nha. Bé sẽ cho thấy. Đó, bé cho thấy rồi sau đó là bé sẽ mấy anh em cũng đang chuẩn bị nè. Đó. Để mà cập nhật tình hình cho quý bà cô chú mình xem. Bây giờ là nước nó đang chảy ra quý cô chú anh chị. Hiện nay là mấy anh em đang chuẩn bị là nghỉ ngơi nè. Đó, nghỉ ngơi, ngồi ở đây nghỉ ngơi để mà chút xíu bắt tay vào việc. Đó, chút xíu là bắt tay vào việc là sẽ mỗi người sẽ đi vào mà để cập nhật cho quý cô chú anh chị xem. Nếu mà may mắn em nói ha, nếu mà bé linh thiêng mà may mắn mà bé để cho mấy anh em thấy á thì mấy anh em sẽ liệm cho nó luôn, sẽ cột bé lại rồi sau đó mới đem ra. Thì nói chung là làm âm thầm với cô chú anh chị, cũng sợ làm sầm lên rồi cơ quan công an này kia thì cũng kêu cha bé ra, ba mẹ gia đình bé ra để mà đem về lo hậu sự luôn. Nếu kêu chú Nam á, bên từ thiện á, chạy lại đây rồi liệm ở đây luôn với cô chú anh chị. Dạ chị Yến ơi, thì tụi em cũng sẽ đợi cho nước nó rút á thì cái oxy nó sẽ nhiều hơn. Nó dạ. Cái oxy nó sẽ nhiều hơn á chị Yến. Chứ mà bây giờ nước nhiều quá cái oxy nó ít á, nhiều khi vô chui vô trong đó nó bị ngộp á chị. Rất là nguy hiểm luôn á chị. Thật sự mà nói luôn á, rất là nguy hiểm. Bởi vậy á, tụi chúng em cũng cố gắng mà nói chung làm về cái tâm của tụi em đó. Thật sự tụi em không có câu like câu view nha mấy cô chú anh chị. Có nhiều người vào nói là câu like câu view. Thì bây giờ á, nếu mà tụi em không chia sẻ, không đăng lên, không đi tìm kiếm như vậy á thì mấy cô chú anh chị nào mà nói tụi em câu like câu view thì xuống đây đi tìm kiếm giúp tụi em đi. Để mà tụi em cập nhật cho cô chú anh chị mình xem thôi, chứ thật sự không có câu like câu view gì hết trơn á. Nó em làm như vậy đâu có ai cho tiền bạc gì em đâu, mà em cũng bỏ công sức ra mà để tụi em làm thôi. Chứ tụi em đâu có làm như vậy em đâu có lên mà để cô ơi cho con 5.000, chú ơi cho con 5.000 rồi gom lại để con mua cái này cái kia, con kiếm bé Ngọc. Thái chưa bao giờ nha, Thái chưa bao giờ mà xin xỏ bất cứ cái vụ việc của bé Ngọc. Từ khi mà Thái quay video clip tới giờ Thái vẫn chưa có mà kêu gọi bất cứ một ai. Vì vậy á, cô chú anh chị nào mà nói Thái câu like, câu view giật tích này kia gì đó thì hãy xem lại từng cái nội dung, từng cái video của Thái nha. Khát nước quá trời. Sao Thái biết Ngọc ở đó? Dạ, hồi nãy là Thái cho quý cô chú anh chị nghe một cái đoạn video đó, là có một cái sư thầy là chỉ điểm á. Là bé nằm ở trong đây nè, nhưng mà cái cống này rất là sâu luôn á, là phải là đợi cho nước nó gồng xuống rồi sau đó mình mới chui vô được.
thật sự là gồng luôn nha, tại vì khi mà có cái vấn đề gì đó mình xử lý ở trong đó đó thì nó hơi lâu, thì có thể là khi mình chở ra thì nước nó chưa có vô kịp thì mình có thể là may mắn là đi ra được, còn mà mình cứ như vậy mình chui vô rồi lỡ có vấn đề gì đó mà nước nó dâng lên thì lúc đó là mình không xử lý kịp á thì nó rất là nguy hiểm luôn quý cô chú anh chị. Dạ em chào 4.800 người đang xem nha. Đó thì cạn nước quá trời. Sư thầy tới tới chưa mấy mấy nam? Sắp tới rồi, sắp tới. Vậy hả? Sư thầy đang đi mua đồ. Thì đi với lại đi mua mấy cái đèn pin với lại dây dây luôn đi. À. Dây cuộn ăn không có gì mà giật giật cái anh em ta người ta lôi ra kịp. Hợp lý, hợp lý. Rồi vẫn chưa ăn cơm luôn Tiến Hịnh ơi. Không dám ăn. Tại vì đi vô chỗ. Dạ đúng rồi, chị anh Quốc Tuấn nói đúng nè, không giúp được gì cho mấy em thì đừng nói ra nói vào. Dạ dạ. Thì tụi em thì chỉ cập nhật thôi. Cô chú anh chị chỉ nằm ở nhà xem thôi, nếu mà cô chú anh chị mà không thích xem á thì hãy có thể bấm ra mà, có thể lướt đi mà. Nó đâu có cần mà phải vô mà phải comment những cái câu nói thật sự là khó nghe. Tụi em làm cũng đâu có xin tiền của mấy cô chú anh chị đó đâu. Dạ em chào tiền là tất cả nha. Đó bây giờ là mấy anh em đang đứng đợi sư thầy đến nè quý cô chú anh chị. Nó đợi sư thầy đến mà để mà cập nhật cho quý cô chú anh chị xem ha. Dạ dạ, thì bây giờ là em sẽ đi mua một cái bàn rồi mua trái cây. Đó, mua trái cây là để ở trước đây, để ở trước cái cổng luôn nè. Là mình gian giái này kia. Đó, rồi mình cố gắng thì hôm nay là không có ai hết trơn luôn. Không có người nào đến đây hết trơn, chỉ có những anh em YouTube thôi. Là đến đây là để mà tự tấm thân mình, tự cái tâm của mấy anh em bỏ ra để mà tìm kiếm mấy ngọc. Không làm xôn xao gì hết, không có mà làm ầm ĩ lên. Nói chung là âm thầm mình làm thôi, tại vì bé Ngọc cũng không muốn là đông người lại chứng kiến này kia, nên là làm âm thầm, trong âm thầm thôi. Thì hy vọng là bé Ngọc sẽ cho em hoặc là những anh em khác là thấy được, rồi sau đó là đem thi thể của em về mà để lo an táng nha quý cô chú anh chị. Đó, bây giờ em sẽ chuẩn bị đi mua những cái bàn rồi trái cây ngang khối gì đó lại đây mà để mà em cúng, rồi sau đó là sư thầy đó, là sư thầy sẽ cúng một lần nữa, rồi sau đó là bắt đầu là khi mà nước rút á thì khoảng tầm nửa tiếng hay tiếng gì nữa là nước rút thì em sẽ chui vô, rồi sau đó là em sẽ tiếp tục livestream cập nhật cho quý cô chú anh chị mình xem nữa ha. Dạ thì cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh á thì hãy ủng hộ cho Thái bằng nút đăng ký kênh, ủng hộ kênh bằng nút like, nút chia sẻ ha. Rồi hãy xin tạm biệt, chút xíu hãy lên live tiếp tục nghe quý cô chú anh chị. Dạ hãy chào mọi người nha, bye bye tất cả mọi người ạ.